chào anh em. Đây là một cái kẹp để giũ anh em ạ. Tôi cũng chưa trong cơ khí nhiều lắm, nhưng mà đây là khách hàng đặt về thì tôi cũng tranh thủ review cho anh em thôi. Thì tên gọi của nó ấy sẽ là, thực ra thì nó thuộc trong cái dòng đồ gá kẹp anh em ạ. Nhưng mà cái này thì nó theo một cái tiêu chuẩn thì gọi là kẹp để giũ hay là kẹp phôi đấy anh em ạ. Thì của hãng Tuneos, mã của nó là 101 trừ 145, có nghĩa là chiều dài của nó là 145 mm anh em nhé. Đây tôi sẽ mở ra để anh em coi nó rõ hơn. Nó đơn giản lắm anh em ạ. Đây đó, cái này thì cái thân nó thì được giới thiệu, tôi đã kiểm tra lại thì cái thân này, này đó là chiều dài 145 này, và nó được đúc anh em ạ, có nghĩa là nó dập đúc luôn như này. Để trên cái sản phẩm nó có chữ Tuneos này, 1 đến 45 mm, có nghĩa rằng nó đúc liền khối với một cái sản phẩm này đó. Cái sản phẩm thứ hai là cũng được đúc liền khối luôn đó, đúc liền khối, và khi đó sau đó thì nó được lắp bởi một cái lò xo ở phía trong này để có thể mở ra mở vào như này anh em này đó. Thì về cơ bản của nó thì sẽ đặt ở trên bàn, sau đó thì mình sẽ kẹp cái phôi lại với nhau bằng một thao tác, đó chính là xoay cái gen này đó, mình kẹp cùng với cái mặt bàn thao tác và kẹp với cái phôi luôn. Thì cái độ mở của nó hình như là tám mấy, độ mở của nó đây để tôi mở hết rồi đây ạ anh em ạ. Thì độ mở miệng của nó được 40 anh em nhé, đó được 40 mm. Thì cái mặt bàn đây thì cái kẹp vào thôi. Thì tên gọi của nó là kẹp để giũa, thế nhưng mà về bản chất thì tôi có thể gọi là dùng để kẹp phôi. Thì đây nó thuộc trong một cái bộ gá kẹp của sản phẩm, nhưng mà thì cái sản phẩm này là made in Germany, cũng chả hiểu sao cả, nhưng mà một cái sản phẩm này nó 1.700.000 anh em ạ. Mắc, không phải là bán đắt mà là hãng bán đắt. Khi về đến Việt Nam này sau khi trừ thuế ra thì giá đại lý nó khoảng 1.700.000 anh em nhé. Đó anh em thấy không ạ, nếu mà anh em nào ở trong đăng nhà, trong nhà máy mà thực sự sử dụng nó ấy, cần thiết cho nó ấy, thì hãy liên hệ với tôi, vì bản thân cái này thì nếu mà dùng cơ khí ở ngoài chắc là ít dùng, nhưng mà trừ một số trường hợp đặc biệt mà anh em đang xem video mà thấy nó rất là phù hợp với cái nhu cầu của mình ấy, thì hãy liên hệ với tôi thì tôi sẽ hỗ trợ anh em nhé. Đó, một cái bộ giá kẹp như này. Ok chưa? Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em vào những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.